À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Chào mừng các em đã đến với trang Việt Sách Học Cùng Bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 4 Xã hội nguyên thủy, sách giáo khoa lịch sử 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trả lời câu hỏi mục 1 trang 21 sách giáo khoa lịch sử 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Dựa vào sơ đồ 4.1 và thông tin bên dưới, em hãy cho biết 1. Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? 2. Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời yêu cầu số 1. Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào? Qua quan sát hình ảnh 4.1 trang 21 sách giáo khoa, ta thấy xã hội nguyên thủy đã trải qua 3 giai đoạn, đó là giai đoạn bầy người nguyên thủy, thứ hai là thị tộc và thứ ba là bộ lạc. Đặc điểm căn bản trong quan hệ giữa người với người thời nguyên thủy được thể hiện như sau. Con người ăn chung, ở chung, giúp đỡ lẫn nhau, có của cải chung, cùng lao động và hưởng thụ bằng nhau. Và đặc biệt, công bằng và bình đẳng được coi là nguyên tắc vàng trong xã hội nguyên thủy. Trả lời câu hỏi mục 2 trang 22 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. 1. Lao động có vai trò như thế nào trong quá trình tiến hóa của người nguyên thủy? 2. Dựa vào các hình 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 và thông tin bên dưới, em hãy kể tên những công cụ lao động của người nguyên thủy. Những công cụ đó được dùng để làm gì? 3. Quan sát hình 4.7, em có đồng ý với ý kiến bức vẽ trong hang Lascaux mô tả những con vật là đối tượng săn bắt của người nguyên thủy khi họ đã có cùng tên, tại sao? Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời yêu cầu số 1. Lao động có vai trò như thế nào trong quá trình tiến hóa của người nguyên thủy? Em ạ, lao động giữ một vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của người nguyên thủy. Nhờ chế tác các công cụ lao động, đôi bàn tay của con người dần trở nên khéo léo, cơ thể con người cũng dần biến đổi để thích ứng với các tư thế lao động. Như vậy, thông qua quá trình lao động, con người đã tự cải biến và hoàn thiện mình hơn. Thứ hai, lao động giúp tư duy sáng tạo của con người ngày càng phát triển, bởi vì con người biết chế tác, sáng tạo ra các công cụ lao động tỉ mỉ, tinh xảo, phù hợp với tính chất của công việc. Thứ ba, thông qua quá trình lao động, người nguyên thủy kiếm được thức ăn để nuôi sống bản thân và gia đình. Yêu cầu số 2, dựa vào các hình 4.2, 4.4, 4.5 và 4.6 ta có thể thấy các công cụ lao động của người nguyên thủy chủ yếu là rìu đá và mảnh tước. Các công cụ đó được dùng để tìm kiếm thức ăn, hỗ trợ việc chế tác các loại công cụ hoặc vật dụng khác. Ví dụ, hình 4.4 miêu tả việc người nguyên thủy sử dụng rìu đá, mảnh tước để đục lỗ trên xương thú, mài nhọn khúc gỗ. Yêu cầu số 3, quan sát hình 4.7, em có đồng ý với ý kiến bức vẽ trong hang Lascaux mô tả những con vật là đối tượng săn bắt của người nguyên thủy khi họ đã có cung tên, tại sao? Với yêu cầu này, các em có thể đưa ra quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý. Tuy nhiên, với cô thì cô đồng ý với ý kiến trên, bởi vì nếu chỉ sử dụng các công cụ lao động như mảnh tước, rìu đá, con người rất khó có thể săn bắt được các con vật chạy nhanh như hươu, nai, ngựa. Vì vậy, họ cần chế tạo ra các loại công cụ lao động mới, sắc nhọn, linh hoạt hơn. Mặt khác, trong quá trình săn bắt con vật như hươu, nai, ngựa, nếu con người đứng ở cự ly quá gần so với các con vật đó thì rất dễ gặp nguy hiểm. Do vậy, con người cần đứng ở cự ly xa hơn. Vì vậy, cung tên là công cụ lao động phù hợp với yêu cầu trong việc săn bắt. Trả lời câu hỏi mục 2 trang 23 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. 1. Quan sát hình 4.8, em hãy cho biết đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam, cách thức lao động, vai trò của lửa trong đời sống của họ. 2. Những chi tiết nào trong hình 4.9 thể hiện con người đã biết thuần dưỡng động vật? Yêu cầu số 1. Qua quan sát hình ảnh 4.8, ta có thể thấy đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam có những đặc điểm sau. Con người biết mài đá để tạo ra công cụ lao động như rìu đá, mài lưỡi, cung tên. Cách thức lao động của con người vẫn chủ yếu là săn bắt và hái lượm. Người tối cổ biết tạo ra lửa để sưởi ấm, nấu chín thức ăn và xua đuổi thú dữ. Yêu cầu số 2. Những chi tiết trong hình 4.9 thể hiện con người đã biết thuần dưỡng động vật, đó là chi tiết con người cưỡi trên lưng một con thú lớn và chi tiết con người sống gần các loài động vật. Trả lời câu hỏi mục 3 trang 25 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. Quan sát hình 4.11 và cho biết người nguyên thủy đã khắc hình gì trong hang động nội. Qua quan sát hình 4.11, ta thấy người nguyên thủy đã khắc hai hình trong hang động nội, đó là mặt thú ở bên trái và mặt người ở bên phải. Trả lời câu hỏi phần luyện tập trang 25 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. 1. Em hãy nêu sự tiến triển về công cụ lao động, cách thức lao động của người nguyên thủy. 2. Em hãy hoàn thành bảng dưới đây. Yêu cầu số 1. Sự tiến triển của công cụ lao động được thể hiện như sau. Đầu tiên là công cụ ghèo đẽo, chủ yếu là rìu cầm tay, sau đó đến công cụ rìu mài lưỡi, rồi phát triển thành rìu có tra cán và cung tên. Còn sự tiến triển về cách thức lao động, đầu tiên là săn bắt hái lượm, sau đó là trồng trọt, chăn nuôi.
Yêu cầu số 2, em hãy hoàn thành bảng dưới đây. Thứ nhất, đặc điểm cơ thể của người tối cổ. Người tối cổ đi đứng bằng hai chân, hay tự do sử dụng công cụ lao động tìm kiếm thức ăn. Trên cơ thể vẫn mang nhiều dấu tích của loài vượn, lớp lông trên cơ thể khá dày, trán thấp, bật ra sau, u mày nổi cao, thể tích não khoảng từ 650cm khối đến 1100cm khối. Công cụ lao động chủ yếu là rìu cầm tay và mảnh tước, phương thức lao động chủ yếu là săn bắt và hái lượm. Tổ chức xã hội là 7 người. Còn người tinh khôn, cấu tạo cơ thể như ngày nay nên gọi là người hiện đại, xương cốt nhỏ, bàn tay khéo léo, hộp sọ và thể tích não phát triển, cơ thể gọn và linh hoạt, thể tích não lớn khoảng 1450cm khối, công cụ lao động chủ yếu là rìu mài lưỡi, lao, cung tên, phương thức lao động chủ yếu là săn bắt, trồng trọt, thuần dưỡng và chăn nuôi động vật. Tổ chức xã hội là thị tộc và bộ lạc. Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang 26 sách giáo khoa lịch sử 6 bộ sách Chân trời sáng tạo. 3. Theo em, lao động có vai trò như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay? 4. Vận dụng kiến thức trong bài học, em hãy sắp xếp các bức vẽ minh họa đời sống lao động của người nguyên thủy bên dưới theo hai chủ đề. Chủ đề 1. Cách thức lao động của người tối cổ. Chủ đề 2. Cách thức lao động của người tinh khôn. Yêu cầu số 3. Theo em, lao động có vai trò như thế nào đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay? Các em ạ, lao động có vai trò rất quan trọng đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay bởi vì lao động giúp con người sáng tạo ra sản phẩm vật chất để nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần xây dựng xã hội phát triển. Lao động còn đem đến niềm vui cho con người, tìm thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Quan trọng hơn hết, lao động chính là phương tiện để mỗi người khẳng định được vị trí và sự có mặt của mình trong cuộc sống. Thông qua quá trình lao động, con người đã rút ra được những bài học kinh nghiệm riêng cho bản thân, từ đó sẽ có sự sáng tạo, tư duy mới mẻ, mở mang tầm hiểu biết. Do đó, mỗi người cần thấy được lao động là vinh quang, là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của bản thân, từ đó phải biết tự giác sáng tạo không ngừng, cải tiến để nâng cao năng suất lao động. Yêu cầu số 4, dựa vào nội dung kiến thức bài học, ta có thể sắp xếp các bức vẽ minh họa đời sống lao động của người nguyên thủy bên dưới theo hai chủ đề như sau. Chủ đề thứ nhất, cách thức lao động của người tối cổ gồm các hình 1, 4, 5. Chủ đề thứ hai, cách thức lao động của người tinh khôn gồm các hình 2, 3, 6. Vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong nội dung câu hỏi bài 4 Xã hội Nguyên thủy, sách giáo khoa lịch sử 6, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang vietsach.com để xem các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo. Khóa học Vietsach, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietsach.